đã sang Thái Lan và đã mua sim, đã đổi tiền. Chắc ở đây đến chiều ngoài sang Lào, nếu mà thích thì này thì hôm sau đi sáng ngày mai. Vâng. Đi Long Khai không? Long Khai, Long Khai. Đi Long Khai. Long Khai về đấy. Hôm qua bỏ. Từ từ để cháu rồi chứ. Long Khai. Đấy, cờ đây là cờ cái đéo gì đây? Lào này, Malaysia, các nước ASEAN. À, cờ Việt Nam ở dưới kìa. Long Khai. Pro Vinke này là cái đéo gì đây? Tỉnh à? À, kinh thế nhà thằng này biết à? Welcome to ASEAN Community là cái đéo gì đây? Đây là biển báo nơi giao nhau có đèn tín hiệu. Đứng lên trên kia kìa, Long Khai đằng trước kia kìa. Bên này là tiếng nào? ASEAN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nước. Hình như chưa có cái cờ Đông Timor à? Đâu Đông Timor có rồi. À thế à, thế là chỉ có 10 nước rồi à? Có ở đây. Con đứng vào. Bố là bố chưa cập nhật thôi. Nó bảo thôi. Con có sống ảo đâu. Vào đi, vào đi. Vào đi, mai sau còn con cái rồi cần mày mày. Tôi mất một giới. Long Khai Cút Tầm Budari Port. Welcome to Thái Lan. Đấy là hiểu luôn từ Welcome to Thái Lan. Chào mừng bạn đã đến Thái Lan. Còn ngoài ra không cần hiểu. Không hiểu được. Ờ, học lâu lắm rồi, quên. Gần đây mới được cái anh bạn đéo gì anh ấy ta anh ấy ấy lại cái câu là where from. Mà muốn hỏi người ta đi ở đâu đến là phải hỏi where from. Ôi, sang bên này ăn bữa cơm rồi lại về Lào nhá. Sau mai này ấy nhá. Chi phí thì là qua Lào thì rẻ 40. Sang Thái này mất 200.000, hai thằng trẻ con nó miễn phí. Nhưng mà hai đứa con là được chị miễn phí đấy. Lúc ấy ấy, chị hiểu tiếng Việt, chị nói chậm hơn tí cho. Người soát vé ở, à người ấy, ấy người làm thủ tục giấy tờ. Làm thủ tục giấy tờ hải quan ấy, đi gọn vào không là xe. Giờ sang đây là không cần phải hỏi han gì luôn. Thế hành trình trốn nợ cũng đơn giản nhỉ, đúng không? Mẹ. Như mình trốn nợ ở đây, đây này. Tự do. Nợ thì nợ ở khu ấy thôi chứ mẹ sang đây ai biết mình là ai đúng không nhỉ? Lại người trong sạch luôn. Đâu, đứng biên giới đâu? Mày điên là Long Khai, đây là địa điểm của tỉnh như kiểu là Hưng Yên chào đón quý khách này. Đâu? Đâu? Bao rốt, bao đi. Body report là đường biên giới của Long Khai thì là biên giới của tỉnh nhỉ. Cái tỉnh Hưng Yên này khác mẹ gì Hưng Yên chào đón quý khách đâu. Kia vào kia thử xem ra chợ xem có cái gì nào. Nó không thích chụp đi thì. Thế mà các con có thích chụp ảnh không? Không. Không thích chụp ảnh thì thôi, cứ bắt chúng nó chụp ảnh để làm kỷ niệm. Long Khai. Cứ bắt bọn trẻ con chụp ảnh, nó không thích chụp ảnh là. Ở đây chưa có gì hay đâu, phải đi qua biên giới một đoạn để tôi phải ngồi ở quán nước đã xong rồi. Hoặc quán ăn đã xong rồi tôi check xem nào là cái địa điểm nó có cái gì không. Bên kia quán ăn kìa. Kìa. Ờ bên kia kìa, xúc xích kìa. Mẹ tao đang tìm đây. Đang tìm xem quán ăn để ngồi để xem bên này có cái gì không. Dạ, quán nước, quán nước đây. Bên này nó cũng phát triển hết nhỉ. Kéo giải phóng được chúng nó đâu không. Bọn này nó như thế này là nó phát triển như thế này là nó khôn hơn mình đấy. Mình không cải tạo được chúng nó đâu. Định giải phóng chúng nó nhưng nó khôn hơn thì giải phóng thế nào được.
đi nói chung hành trình đi trốn nợ cũng đơn giản. Xe này con nhanh lên. Một triệu kíp là triệu hai đổi ra một triệu bạc Thái là một cũng là tầm một triệu tiền Việt đổi ra triệu hai thì nó đổi nó bảo tôi thế tôi biết mẹ đâu. Đây là cửa hàng ấy để tìm quán ăn xong rồi để tìm xem vào trong kia nó là cái mẹ gì này phải cập nhật cái đéo gì 650 cập nhật lại đã. Thực ra mình cũng không cần nhớ cái tiền bạc Thái Lan đâu nhưng mà tại vì ở Thái Lan này chưa chủ động ở đây thời gian lâu dài ấy thì trong ngày hôm nay ông lại sang bên nào cứ bắt chụp ảnh xong để đăng phây nó đéo chụp rồi này. Mắng loạn này đâu đi vào ra quán này thì sao nào. Ơi trời, có cả đội tuyển Việt Nam kia còn đéo gì. Nó đang nói cái đéo gì đây? Kìa. Thái Lan bắt tay với cả Lào với Việt Nam làm cái đéo gì đây? Chả biết làm cái gì luôn. Chưa biết quán xá gì đâu. Đâu mày tìm đi. Tìm đi. Ông đang vẫy để ông mà. Ngu lắm, 1.000 bạc đổi 707 của Việt Nam. Mẹ vừa tra Google. Nó vừa đổi 1 triệu 2 tiền nào ấy. Lấy một... À ừ, thế nó còn rẻ hơn cả ấy à. Rẻ hơn cả ấy à. Rẻ hơn cả tiền ấy còn gì nữa à. Rẻ hơn cả tiền nào. Thế thì cột mẹ cũng rẻ ngang với tiền Việt. Nó đổi... triệu tiền nào lấy triệu hai tiền bạc hay sao hay là triệu hai tiền nào ấy đâu nhớ nó ngoằng lắm. Còn thực ra nó không chủ định sang Thái này để xem nó ăn chè quả trà là nhỉ. Mạnh ơi có cái gì hay ở bên này không. Nó lại chuẩn bị nó bảo là gái gú sang đây non khai non chiếc này không biết là có khai hay không mà sao bên đầu nước Thái này trông cũng phát triển nhỉ. Mẹ, ngay đầu này mà nó xe cộ nó cũng ghê gớm phết nhỉ. Con này to đấy nhỉ. Con này như kiểu là con đéo gì mà ở trên bản các. Con này đắt tiền phết đấy. Người ta nói có mình có hiểu cái đéo gì đâu. Vào siêu thị xem là bên này nó có những cái gì nhá. Đéo còn cái gì để nói. Nói cho các ông xem. Thế thì nếu mà như thế là nó cũng xem đấy. Xem mấy tiền đồng của mình ấy. Nhưng mà đồ bim bim mấy cái thứ của chúng nó đây để gọn ở đây vào xem nó có cái gì không xem để con mẹ buôn bán hàng online chứ nhỉ đúng không. Toàn cái linh tinh của chúng nó mà đéo chắc đéo cái gì đâu. Bánh mì nó mua ở ấy trong sữa thôi mà à, vào trong này khai khoáng được không. Đây là bao cao su là đâu biết gì đúng không. Mẹ đi vào đây này cứ quay bao cao su cho ông Mạnh. Như nó gần quầy ấy. Người ta khôn phết nha. Cứ đặt bao cao su. Những cái điều khó nói ở đầu. Đất này thì ở Việt Nam thì mẹ thủ phủ luôn. Hôm qua ấy là mấy cha. À sờ tinh. Ôi trời. Dầu gội San Siêu. Thương hiệu toàn cầu. Đấy. Sao khóa đi khắp à. Ở đây luộc đồ người ta thì mang tiếng ra. Zbun. Ở đây là chắc là rẻ. Cái này bao tiền à. Mẹ nhìn sang bên này à. 50, 45 60, 54, 59 28, 28, 28 nước mắm à. À nước ấy đây. Ô cái này lớn mới này. Hồ lô này chưa. 78 à? 78 nghìn à? Không biết. Ừ. Đây chỉ là... Mày lúc đổi tiền thì mày phải hiểu chứ nhỉ. Đây là một lọ nhưng mà nó giá 159 nghìn. 150... 159. 159 này là so với tiền Việt là bao nhiêu? Toàn mấy triệu ấy. Ừ. Mẹ bây giờ cập nhật thêm cả giá bạc, giá biếc thì đau đầu nhỉ. Alo. Mấy trăm rồi.
phải năng động lên, sáng tạo lên chứ nè. Vào đây toàn nước mắm mới cả tương ớt, đéo có tương bẩn nhỉ. Mang tương bẩn vào đây ký gửi hay. Phải mua sim Thái mất 2 lít, sim Thái đắt. Mấy cả bên Thái Lan này người ta quản lý cũng ấy hơn là so với cả bên Lào ấy. Bên Lào có cái sản phẩm bia Lào. Ở Việt Nam tao đầy. Đâu có cái gì mới lạ. Ở bên Lào nhá. Ở cái tức là các cái cửa hàng siêu thị với cửa hàng tạp hóa nó ít. Nhưng có cái cửa hàng tạp hóa kia là nó có máy nước nóng. Máy nước nóng ấy. Thế là ai mua mì tôm là pha luôn ở cái quán như này này. Hào ma đi zip đây. Từ từ đã, để cháu xem nó có cái gì đã. Mày không biết chuyển vùng quốc tế à? Ơi nhảy, đéo biết nhảy. Thằng Mạnh nó bảo là mày không biết chuyển vùng quốc tế à? Sim chuyển vùng quốc tế được à? Đéo gì nó nên ra khỏi biên giới Việt Nam là Viettel nó hết khuyến mại rồi. Chuyển lại chuyển được vùng quốc tế à? Thế là như cái sim Viettel là tao đi tất cả các nước đều dùng được hết á. Pẹt. Bố húc, nói chung là cái tiền Thái này, tiền bạc này là tôi chưa cập nhật. Mẹ nó vừa đổi tiền nó còn không nhớ được cái. Đi qua mỗi nước là phải mua sim của nước người ta chứ. Làm sao có chuyện là Viettel đi tất cả các nơi mà chuyển vùng quốc tế được. Và vừa đi qua cầu kia một phát nó ngắt hết sóng luôn này. Đi qua cái cầu kia ở giữa cầu một phát hết địa phận qua Lào một tí ấy, là sim Lào hết tác dụng luôn. Ông chơi chuyển vùng quốc tế. Và sang đây lại phải mua sim của Thái. Về là có qua bộ sưu tập hai cái, một Lào một Thái tí đâu mà con đi ngược ra Vinh, mà có bên Vinh mà thành phố Vinh mình ấy sản xuất. Tao đi rồi, tao lại không biết. Ơ thế được à? Thế sim Viettel là chuyển vùng quốc tế là được á, hết á? Ơ thế tiện nhỉ. Mà đây là thế nào mình lại phải mua 80.000 này, một cái sim hình như 80.000 là một cái sim của Lào này. Xong rồi 200.000 sim của Thái. Nhưng mà sim của Thái thì nó chặt hơn, nó phải lấy hộ chiếu xong rồi nó quay chụp túi bụi, không chụp cả mặt mình các kiểu cơ. Có biết mẹ gì đâu, mới lần đầu đi ra của Việt Nam. Mẹ đi bây giờ đi, các bạn đi nhập cây mấy cả các thứ đi xuyên thế giới rồi. Mẹ sang cả mặt trăng để buôn cây rồi, tôi đã đi được đến đâu. Đấy, cho nên là cái video của tôi nó mới thật. Tại vì để phục vụ những cái bạn ấy cũng chưa ấy ấy. Chứ còn có phải ai cũng có điều kiện đi thế giới đâu. Nhảy. Nhưng mà với anh em chúng nó rủ tôi lâu rồi, nhưng mà kiểu mình cứ không muốn đi ấy. Con cái bây giờ nó có tầm như thế này rồi thì là mình phải dắt chúng nó đi. Chứ ngày xưa nếu có con Dũng nó rủ mình đi, nhưng mà nó theo kiểu bao. Xong mình bảo là thế mày bao tao, mày có bao thêm cả hai thằng cu con không? Nhưng đợt ấy mình lại chưa thích rủ thằng cu con. Mình chỉ nếu đi đâu là cho là phải đi cùng bà già. Đấy. Nhưng mà bọn nó thì nó chỉ bao mình thôi, nó đéo bao bà già hoặc bao bọn trẻ con. Với cả tầm này hôm trước tôi cũng nói rồi ấy, là con cái nó tầm này nó mới nhận thức được thì mình mới cho nó đi, đúng không? Đấy, chúng nó khôn phết đấy, chúng nó một dùng một sim về rồi tao mới tìm hiểu. Nhưng mà thực ra có đáng đéo gì đâu mà 80.000. Dùng sim nào dùng đến tận 80 hay bao nhiêu thì hay 90.000 nhỉ? Dùng 30 ngày. Wi-Fi tẹt căng. Ông này đi chuyển vùng quốc tế. Xong rồi tôi lại phải đi học ông nữa, xong rồi mẹ này thêm khóa học đăng ký mất 2-3 triệu để học chuyển vùng quốc tế. Thực ra nếu mà có thời gian thì chắc đọc khoảng tầm nửa tiếng nào ông ấy. Nhưng mà nỡ rồi. Vừa mua cái sim của Thái mất mẹ 2 lít rồi. Sim Thái nó cũng quản lý nó ngặt nghèo như chắc là như ở Việt Nam ấy. Ui sim bên nào bán vô tội vạ. Đấy, không biết là nó vào được siêu thị nó mua được cái gì đây. Cứ bắt con đi chụp ảnh. Nhìn nó có hiện đại, nói chung là cũng bình thường. Khang nó ở trong cái nó đã ra đâu? Ơ mày không mua nước cho tao à? Em không, anh biết bên anh uống cái gì mà em mua? Có sở tinh mai địch. Mua để mới biết đi mà lấy. Ôi trời. Có uống nước trắng được. Đi ra xem chỗ nào ăn. Đắt lắm à? Thế sao này biết là đắt? Tuy có mỗi 800 thôi mà ở bên này đó 20 mấy. Mang ít tiền thì có ít tiền thì đắt chứ làm sao. Đắt thì tiền bạc nó cũng như ngang với tiền Việt đi như. Đắt thật à? Anh nhìn cái chai nước này mà ra mấy nghìn thế
chai nước đâu? Chai nước nào? Chai nước này ba mấy nghìn á? Ôi rồi 10.000. 10.000 mà ba mấy nghìn á? 32.000. 32.000. Cái này đắt này, nó bảo ba mấy nghìn này, 32.000 này. 32.000 ở Việt Nam tao chắc là 8.000, nếu mà cho cả vào trong nước à, trong cả tủ lạnh tầm 3-4 ngày thì là 10.000. Hay là gần giáp biên giới nó ba mấy nghìn. Ở nào nhá, cùng lắm ở Việt Nam 10.000 thì sang bên này 12 hoặc 15. Nhưng mà bên Thái Lan này sao này đúng là ấy thế nhỉ? Cầm cái này là 1.200.000 nào. Thì mới được có 1.200.000 chai nước này 25 á? Có cái gì một khang 20.000 bây giờ. Ôi gói 20.000 à? Gói này về bán cho bà Toan 30.000 nhá. Cháu đã vận chuyển rồi. Mình lấy được 25.000 đấy. 25-30.000. Giá như thế là đắt. Đắt à? Đắt mà. Cảm nhận thật được có đắt không? 1.200.000 kíp mới đổi được 1.200 bảng thì bố thấy có đắt hay là? Bảng anh à? Nhưng mà chai nước này 32.000 thì cũng giỏi đấy. Bị bịt à? Đâu 32. Quá bịp rồi. 32.000 đây à? 32.00. Ồ. Đây nếu mà, nhưng mà tính ra tiền Việt nào nó bao nhiêu? Tiền Việt bố thử đổi đi. 1.200.000 cái này. 1 triệu tiền Việt sang 1.200.000 thì cái này là 32 à? Tiền là 32.000 tiền. Đéo đúng. Không, có cái giấy này mà không đúng anh. Nó là 32 thôi, xong mày phải nhận ra tiền Việt. 32.000. Ừ 32. 32.000 tiền đấy còn gì nữa? Ừ nhỉ. Đây. 32 à? Đúng. Yeah. Bịp rồi, quá bịp rồi. Cái này chai này ở Việt Nam chắc là nó bán đắt thì cũng chỉ 10.000 đúng không? Khá thật. Bây giờ đi đâu bây giờ? Ra xem tìm cái quán ăn ra xem nào. Không gọi cái xe túc túc đi cho lịch sự. À thế mày đã bảo phải ngồi lại kia kìa, ra kia ngồi kia để tao định vị xem chỗ có ở đây có cái trò nào hay không đã nha. Ra đây để ngồi tao định vị xem mẹ người dẫn dắt lối chơi, nhưng mà toàn kiểu như kiểu mình là người dẫn dắt lối chơi, mình mắc cái lê lê ấy, nhưng lại hỏi kiểu Peter Check với cả mấy đứa kiểu bên nhặt bóng ấy là chúng ta đá kiểu gì bây giờ, thế chúng nó chả biết Việt Nam gì. Mình là người dẫn dắt lối chơi thì mình phải là người điều hướng như này, cho chúng nó đi đâu về đâu như này nhỉ. Ngồi đây uống nước ra để tôi định vị lại xem ở đây nó có cái gì đã. 32 bạc thì 22k Việt Nam chứ mấy. Ơ đúng khôn đấy, thế thì nó không trả đắt nữa đúng không, nhưng mà 22.000 là đắt rồi. 32 bạc chú Mạnh chú bảo là 32 bạc nó chỉ bằng 22.000 Việt Nam thôi chứ mấy, thì cái chai này Việt Nam 6.000 á. Chú Mạnh như này, chú Mạnh chú bảo 32 bạc thì bằng 22k Việt Nam chứ mấy, thì chú Mạnh bảo là thế, tức là nó chúng nó ghi là 32 cái 32 ở trong cái tiền Thái này. Nếu mà tôi bảo tôi chưa cập nhật được cái giá tiền Việt thì là nhân ra thì tôi nghĩ là nó xem thì nó cũng là 32.000, nhưng thực ra có 22.000 thôi. Mẹ bảo mẹ mất 110. Đây, siêu thị nó to. À, 7-Eleven đây. Biết là ngày xưa xem cái bộ phim thiếu gia bạc tỷ không? Cái 7-Eleven này mà tôi mong đợi nó về Việt Nam không biết bao nhiêu năm. Cái siêu thị này 7-Eleven này quá nổi tiếng bên Thái Lan luôn ấy. Cái thằng kia nó phải xếp hàng. Các bạn xem nên xem bộ phim Thiếu Niên Bạc Tỷ. Cái 7-Eleven này. Ôi. Không là cái nó là hệ thống siêu thị quá nhiều của ấy đây. Của bên Thái Lan này, xong mình bảo mình hy vọng mình tạo ra cái sản phẩm xong mình nhét vào cái hệ thống siêu thị này phủ sóng cả nước này. Nhưng mà về Việt Nam mình nó đéo cạnh tranh được. Về Việt Nam mình cạnh tranh với mẹ được. Cây Thái, nói chung là thị trường cây Thái, nhưng con thằng Mạnh ấy là nó biết ở chỗ nào. Phải đợi nó gửi. Mình đây theo kiểu đi du lịch đi. Thị trường cây Thái của mẹ gì đấy, 7-Eleven đây này. Bảo ngày xưa cứ chờ 7-Eleven này về Việt Nam, nhưng mà nó về rồi nó lại bài phải bán sới. Tức là nó về Việt Nam xong rồi nó không cạnh tranh được, chạy mất. Nó đã từng về Việt Nam rồi. Thôi nhá, nghỉ đây rồi tôi xem nào.